Mời tất cả anh em nhá. Đây em Thông. Chú có gặp. Đây chấm ngập nặng. Ôi ôi chú quen ăn xương rồi. Thôi được rồi được rồi. Mời tất cả anh em nhá. Vâng. Đấy. Cái gì? Da. 85 rồi. Rồi. Bắn sang cả mình. Rồi, bắn á. Bắn. Rồi. Chắc chắn đi. Rồi. Đấy, mọi người thấy anh em mình ăn chung như thế này ngon. Cảm thấy là nó sẽ hơi phản cảm tí nhưng mà anh em mình quen ăn chung rồi. Chung đùi đồ ăn nhưng mà chung cái đùi kia không được đấy. Rồi mày nghe nhá. Con người nó ngủ ấy. Quý khách có nhu cầu mua các mặt hàng đặc sản của mọi miền như thịt trâu gác bếp, thịt lợn nhan gác bếp, lạp xưởng, măng khô, nấm hương, mọc nhĩ, chẩm chéo, các loại trà san tuyết cổ thụ, xin vui lòng liên hệ 0333 666 860 hoặc truy cập website bcfood.vn. Hà Còi xin cảm ơn. Hà Còi chào mọi người nhá. Mọi người hôm nay thì ngày thứ hai Còi ở trên Sơn La và giao lưu với anh em nhịp sống Tây Bắc. Thì đây giới thiệu mọi người, đây là món gà đen. Okay, anh em ok gà đen. Anh em đang chuẩn bị một số cái món tương đối là đặc sản đấy. Đặc sản đấy mọi người ạ. Có cá ba bình tôm nhá. Cá nướng ba bình tôm. Cá nướng ba bình tôm mọi người ạ. Và đây cá nướng ba bình tôm anh em ơi. Đây cá nướng ba bình tôm này. Đó, thơm nức. Còn đây là món cái tên đông trùng hạ thảo Tây Bắc. Sâu chít anh em ạ. Đây là mình sẽ bóc cho con sâu nó nằm ở trong cái cây này đấy, cây chít thì đây mọi người. Đây mình bóc cho anh em xem này. Ai bóc khó cướp. Ngồi bóc sâu chít này mệt phết đấy. Ngày xưa anh cũng hay mua về đấy. Đấy. Mời mọi người nhá. Ăn luôn mà, ăn sống ngon mà. Quá ok. Con này thực ra nếu mà rang lá chanh thì là tuyệt vời nhất này. Rang lá chanh nhưng mà nó đắt tiền quá. Đắt tiền quá. Còn đây là món nhộng tằm. Nhộng tằm anh em ạ. Thôi con này anh ăn cắt cơn được mà. Cắt cơn được mà. Ngon mà. Thôi để bọn đây. Nói thế thôi. Phải dũng cảm thì mới ăn được sống. Tí nữa nhộng tằm này, sâu chít hấp này. Toàn món đặc sản của mẹ, gà đen này. Ba bình tộp này. Đúng của nhà thôi anh ạ, không có gì. Đấy, của nhà gì đâu, toàn đặc sản mà. Đồi học hoi luôn. Đây anh thả đồi mày. Đây là phá tỉnh còn nước mày đấy. Không. Mặc dù ở trên này ấy, mọi người ạ, mặc dù ở trên này thì là nhà cửa đã xây khang trang rồi nhưng mà vẫn duy trì cái bếp lửa củi mọi người ạ. Bếp củi mọi người ạ. Đặc biệt là cái bếp củi này thì Hà thấy tiện cái là khi mình làm đồ nướng. Ở trên đồng bào ở trên này thì người ta thường thì kho với xào là nó không phổ biến đâu mà là nướng và hấp. Đấy, cái gì cũng làm, cái gì cũng nướng. Đấy, là cái kiểu đặc trưng ở trên này nó là như thế. Đây còn chuyển sang cái món sâu chít này đi. Chít này thì cứ hấp như này thôi. Còn trông nó ăn. Con này thì nó ăn hơi nhiều đạm mọi người ạ. Bổ. Món gì này? Tằm, sâu chít. Ờ đấy, vừa chín rồi gì nữa? Chín. Chắc là gì là chín. Chín rồi. Chín chưa? Chú anh cắt cơn đi. Bùi. Bông chít. Vừa luộc mà. Tái rồi. Thấy không? Ui. Bóc khó lắm bạn Vinh ạ. Nó chưa chín. Với lại nó nóng đây rồi. Đấy, đây này, nó nằm ở đây này. Đây này. Đấy. Sâu chít, mời tất cả anh em nhá. Đến sâu chít. Mùi sướng đấy. Đây em bia thì thôi rồi. Thì bia vòi vào là vẫn ngươi. Cơ bản là xong rồi đấy nhỉ. Gà thì cũng đã xong rồi mọi người ơi. Gà đã xong rồi. Chẩm chéo thì như cũng đã làm rồi sao. Đây nước lẩu gà đây, còn mỗi cái nước lẩu gà thôi. Gà đã vớt rồi. Gà vớt rồi. Còn măng anh Khánh. Đây măng chua này. Măng à. Nếu còn rang mỗi con này nữa là xong đúng không? Con này những rang rồi sao chứ? Chưa. Ngon lắm nhỉ.
toàn cái đồ ăn ngon. Cái cá này mọi người ạ, cái cá này khi mà để kiểu nó hong hong này ăn nó dẻo dẻo, nó thơm thơm và nó không bị khô đâu, tức là cứ để cái kiểu như này này. Đây là trên người Thái trên này gọi là ba bình tộp, cá nướng gập ba bình tộp. Thì thực ra thì hình như là ba là cá đúng không, bình là nướng à. Đấy kiểu như thế, hàng không biết tiếng Thái đâu, kiểu kiểu như thế. Ba hình như là cá, ba khính là cá, ba khính ấy, kiểu như thế. Để lục rau anh em ạ. Nói chung là trên này anh em này cũng kiểu ấy lắm, cũng kiểu để ý đến về là cái món rau lắm. Đấy nhiều khi đi ăn uống nhiều nơi là toàn thịt thôi, không có rau. Nhưng mà trên này anh em thì đây món chẩm chéo của mình. À chẩm chéo anh Khánh thiết kế chẩm chéo. Gan này với cả đây đây, để Hà quay Hà ngồi đây để đỡ được sáng đi. Rồi, ngồi đây là hợp lý này. À, xem Khánh vẫn làm chẩm chéo như nào nào. Gan này. Gan. Ui, cho quả trứng vào nữa sao nó. Ờ đấy. Kiểu ừ, bác làm kiểu gì thì kiểu đi để mọi người xem là cái chẩm ở trên này làm như nào. Ờ tất nhiên là mỗi người cái chẩm chéo thì nó bản chất nó chỉ là cái gia vị thôi anh em ạ. Còn khi mà có thể biến tấu ra, ví dụ có thể là cho ốc vào này, ốc lợn ấy, ốc heo ấy, đấy ốc lợn ấy thì là đấy. Bản chất là nhuyễn để mình chấm nó quyện hơn thôi mà. Và nếu có những cái gọi là topping này thì nó ngậy hơn. Trứng non này làm chẩm còn gì bằng nữa. Đấy, cái quả này này. Đấy, quả này quá già, cắt cơn luôn đi anh. À, bác Khánh cắt cơn đi. Chú Anh ơi. Chú Anh vào đây, chú Anh vào đây, chú Anh vào đây. Chú Anh ơi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đấy, đợi chú Anh vào, ưu tiên chú Anh. Ở đây gà anh em nhìn thấy ngon không? Gà nó thì to hơn con chim câu tí. Con bé tí anh em ạ. Mà trông thế thôi nhưng mà nuôi lâu rồi đấy nhá. Không phải là ai đâu. Chú Anh ơi. Chú Anh. Chú Anh ơi. Vào đây, vào đây, vào đây. Ra đây hộ tí không? Hộ tí, hộ tí, hộ tí. Anh em vào đây. Đấy, bây giờ đợi chú Anh vào mà chú Anh cắt cân cái miếng này đi. Ừ. Thái ra à? Mỏng ra mình thấy mỏng ra. Giá nó miến ngay. Đây là chẩm của anh em nhé. Bao gồm là gan này, trứng non này, chẩm chéo này, giã vào. Thì cho thêm một tí nước canh thôi đúng không? Đấy, nước canh. Nước canh này, nước canh luộc gà đấy. Là xong chẩm để chấm thịt gà mọi người ạ. Được. Nước canh thì chấm sướng lắm. Kiểu mọi người có đồng ý với Hà là đồ ăn ngon thì nước chấm cũng phải ngon đúng không? Đúng rồi. Những cái đồ luộc thế đúng không? Đấy. Hơi cầu kỳ một tí. Nhưng mà anh Hà anh ăn được chẩm không? Có anh mỗi ốc là anh không ăn được thôi. Ốc à? ốc là không ăn được. Ốc vít. Còn các loại ốc khác vẫn ăn được. Ốc vít là chín đúng không? Ốc vít là chín. Cúng cúng nhỉ. Trên này người ta vẫn duy trì bếp củi mọi người ạ. Nói chung là cũng tiện nhỉ. À, cái thứ nhất là mình nướng nước cái gì nó cũng tiện. Đấy. Hoàn toàn than củi mà. Trên này cái chuyện là xào nấu nó cũng không phổ biến đâu. Chủ yếu là lam, nướng. Lam mà nướng. Đấy. Xong ba chẩm. Rồi, lên mâm. Sầu chít. Cắt cơn đi. Vĩnh cắt cơn. Sầu chít à? Phước đúng không? Mở ra ăn luôn. Chấm chẩm. Chấm chẩm chéo đây. Chấm chẩm chéo đây. Thử xem nào, thử đi. Cho em Hà thử một con đi, Thu Vinh. Bóc cho đây. Đây để mọi người ăn đi. Tí nữa còn bao nhiêu nữa cơ mà. Ôi, mấy anh em nhá. Sáu chít anh em ạ. Lên. Vừa muốn nhiều.
Quang ơi, con sờ chín này này, mình cắn vào nước nó bắn tung tóe khắp miệng luôn. Sướng đúng không? Rất sướng á. Nó ngậy ngậy béo quá, béo trong mùi đúng không? Béo ngậy. Ở đây là làm cái gì đấy em? Xả em sao tằm quá. Xả à, với cả lá gừng. Xả với lá gừng. Ơ, công nhận là lên trên này ăn uống ngon nhỉ. Toàn những cái gia vị rất bình thường thôi, nhưng mà thực ra là khi mà ở Hà Nội đi kiếm cái lá gừng này không kiếm được đâu. Khó đấy mà thơm cực kỳ luôn. Hà kho cá hay cho lá gừng lá nghệ nhé. Ngon. Lá gừng thì nếu mà kho cá thì thơm thật, thơm thật, thơm thơm thơm. Ướp này cay đấy, bùi đấy. Còn bình thường anh em hay nghĩ là cái con này mình hay cho lá chanh mà đúng không? À có chứ. Mình xào nó chín xong là mình lúc mình bắc xuống là mình mới thái lá chanh xong là giải lên trên cho nó trên, thơm. Thơm. Rồi lên rồi đã. Vào ngon ạ. Bà lưu mày đó rồi nhá. Ôi cái bát nước chấm này nhìn chất nha. Xệt xệt. Thử tí nào. Xem thử đi. Xem không? Có cái gì để thử không nhỉ? Có. Thử. Nó thử dung. Nó ngon đấy, anh ấy ngon. Thử bát nào. Thử nước chấm tí nữa. Đấy. Rồi. Đấy. Mời mọi người nhá. Chấm sâu vào, ngập vào. Mời mọi người nhá. Cay sướng mà, cay mới sướng. Mùa này cay nó phải... ấm người. Nào. Chặt đấy. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ở đây mâm mọi người. Mình nói cái câu chuyện là ngoài cái xả với cả lá gừng này ra thì mà vẫn có lá chanh nữa. Lá chanh là cho sau cùng đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Nó thơm. Để xào cái nhộng tằm này mọi người ạ. Những cái đồ này thì nó hơi nhiều đạm, nói chung là nó nhiều đạm đấy. Những ai mà dị ứng là cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra cái tỷ lệ người bị dị ứng ít lắm. Ai mà nghiện ăn cái con này thì quên sầu luôn, ngon. Đây, ba bình tộp đây. Ba là cá, bình là gì? Bình là kẹp, tộp. Tụt nước này gặp cá gặp. Tức là cá kẹp gặp đúng không? Đấy. Mổ bên sống lưng. Mổ lưng chứ không phải mổ bụng. Thì cái bụng của nó mới chứa được những cái gia vị. Đúng rồi, gia vị. Những cái gia vị bên trong như này. Đấy. Đấy, nó mới thơm. Đúng rồi. Ok. Quá ngon. Thơm. À, các bác nhé. À, ra đây quay cho các bác nhìn này. Đẹp không? Đẹp nhỉ? Đây, như này đi. Đẹp nhỉ các bác nhỉ? Đấy, này mà. Nói thật luôn, ở Hà Nội mà có cái này xong là uống bia đi, đúng không? Quá ok luôn này. Không có đâu. Kiểu như mà mình có những người làm theo kiểu là giống ở đây nhưng mà không bao giờ ngon ở đây. Anh em biết tại sao? Anh em biết tại sao là ở Hà Nội cũng là ba bình tộp, có quán làm nhưng không ngon được, bởi vì do cái ông củi kìa. Và do cái thời lượng nướng ví như là con cá này anh em nướng rất là lâu. Phải tầm gần 3 tiếng. Chứ ở Hà Nội thì nướng than hoa người ta nướng nhanh ấy thì nó không được khô, cái mặt này nó không được xém thơm thơm như này đâu. Đấy, nó cũng là một trong những cái về nấu ăn, cái ngọn lửa nó quan trọng là như vậy đấy. Với cái củi này mọi người, cái củi này, củi là những cái củi rừng, củi nọ kiểu kia này, nó thơm này, tạo nó mùi thơm này, thơm hơn thanh hoa rất là nhiều nhá. Đấy. Rồi. Thơm nhỉ. Mời anh em nhá, thử muối mì trước nhá. Quán ơi anh em ạ. Cái món tằm này. Ông đây cho cái gì trước chứ? Gia vị kia vào trước. Đấy. Đây, chú anh. Thả mấy phương phức được. Thiếu ớt cái này. Ớt tí mình chấm ăn đi. Cái này thì thái ớt tươi một tí thì ok ngay. Thơm lắm nhỉ.
thử miếng nào. Tươi. Tươi lắm. Tươi. Xong. Béo lắm. Ngon. Ngon ngay ngon ngon ngon. Cái này đấy anh em ạ. Không nhưng mà thực ra nếu mà có một tí nước mắm ấy. Ở trên này, trên này nước thần thánh rồi. Ngon đi chị. Hình như ở cho nước mắm mới ngon này. Hình như ở trên này mọi người ít dùng nước mắm. Ít dùng nước mắm. Ít dùng nước mắm mọi người ạ. Không dùng. Không ăn được rồi anh em, trên này toàn là rau răng ấy. Ừ. Dinh ăn nước mắm vào thì là hỏng hết răng. Ok. Ok nhỉ. Rồi. Xong rồi mọi người ạ. Bữa trưa hôm nay chúng ta có gì? Có gà đen. Gọi gà đi, gà luộc đi. Đấy, có món ba bình tộp, có nhộng tằm và có sâu chít và rau. Đấy. Đây là nước chấm chẩm chéo thần thánh đây. Chào đây. Tuyệt vời chưa? Bữa nay thì và hôm nay đặc biệt là cũng rất là nhiều chị em nhé, nhưng mà anh em lên đây đừng có hung hăng nhá. Hung hăng là chị em ở đây là cho say coi như là quên đường về luôn đấy. Nên là đừng có hung hăng ngoe gì cả. Ngồi nằm im thở khẽ thôi. Nằm im thở khẽ thôi, không dám hung hăng đâu. Chị em trên này uống tương đối đấy mọi người ạ. Đặc biệt cái Hà rất là thích là anh em luôn lúc nào cũng chú trọng về cái món rau nữa. Uống bia uống rượu nóng ruột anh em ạ, nên là khi mà mình có cái rau cỏ rau riếc các thứ thì mình cảm thấy nó khỏe cả người hơn đấy. Anh em mình lên mâm nhá. Đây là đây mọi người ạ, mỗi người đây cái buổi sáng mọi người hay đồ xôi đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu chia này. Ở đây anh em có cái hay cái là vừa ăn vừa uống, tức là cứ ngồi về là ăn uống xong là cũng là ăn xong. Ở đây là bữa trưa của anh em đây, bao gồm là đấy vừa Dũng giới thiệu mọi người đầy đủ như thế, nhưng mà thực sự là nhìn mọi người đã thấy ngon chưa? Nhìn đã thấy ngon rồi. Cái trình bày của bà con ở trên này, đồng bào trên này cũng thế thôi, cũng là một cái sự chỉn chu. Hà cảm nhận nhé, cảm nhận nhé, rất là chỉn chu nhé, từ cái đồ chấm nhé cho tới nhé, đấy chuẩn bị rau này, xôi này, đầy đủ này đấy. Dũng bắt đầu cái là uống thôi, mập luôn. Chủ nhà nói gì đi nhở? Từ Hà Nội lên chơi thì đang nghe em thôi mà cơm nước là hoàng hơn nhưng mà thôi. Rồi ơi đấy, anh em thấy anh sáo chưa? Thì đây còn gì bảo nữa, mời mọi người nhá, mời mọi người nhá. Chúc khỏe nhá. Chúc sức khỏe nhá. Tất cả mọi người nhá. Chúc chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp nhá. Sức khỏe nhá. Mời mọi người nhá, mời chị nhá, em mời chị ạ. Vâng, em mời chị nhá. Mời mọi người nhá. Cảm ơn em nhá. Đấy. Mời mọi người nhá. Cúc đoàn nhá. Mời em nhá. Anh em mình thơm nè, thơm nè. Mời mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không? Anh em mọi người lên trên này gặp chị em phụ nữ thì đừng có hung hăng nhá. Nằm im thở khẽ thôi. Đây thôi. Hai chén nào Vinh ơi, một chén. Anh em bao giờ uống cũng đổ đi một tí mọi người ạ. Cho thổ địa. Đó là làm lý đấy. Tức là xả lẩu lẩu mua lẩu mua. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Tổm năm ha, tổm năm được tứ nó mới đây. Đó, hai chén thôi rồi, tí mình uống bia mà. Uống đi. Rượu ngon mà. Rượu này rượu để ngâm. Rượu nếp ngon mà. Rượu nếp 50 độ, 40 độ của tôi đúng đấy. Cái này là cho thêm nước mà. Để ngâm này. Cái thuốc mà anh em mình mua ở chỗ đợt anh em mình đi ấy. Gọi ngâm đi, ngâm đi. Ngâm bây giờ sợ nó hết mất đấy. Cho anh. Chúng ta cho anh xin tí. Cho đi. Rượu hơi mạnh anh ạ. Được mà. Được. Rượu này lẽ ra chú cũng bảo đi. Vâng, xin chén thì mình uống thẳng thế này là hơi mạnh. Tí nữa là uống xong cái là chiếu đây rồi. Nằm luôn.
luôn. Đẹp đây rồi là xong rồi đấy. Đúng rồi. Tất cả mấy anh em mình chưa đủ làm được. Còn lâu nữa. Còn chán. Em chén hai đi. Không, anh em à, chén hai rồi chuẩn bị à. Bắt đầu nhập mâm. Rồi, mời mọi người nhá. Chú anh. Nào lên. Lên anh em bên đây. Qua đây đi. Ui giời ơi. Rồi, mời anh em nhá. Mời mọi người nhá. Mời anh em lên. Ngon. Cái nào tôi cứ nỉ. Rượu ngon bạn Hiền. Dạ. Rượu khá mạnh anh ạ. Anh em rượu như này vâng hợp với mình. Rượu này là củ này củ gì đấy? Củ hành thôi anh. Củ hành. Hành ta đấy. Phong cách củ. Ta này nó củ đỏ. Cái này này. Thơm lắm. Chua. Thằng này anh em gắp đi măng chua vào là ăn ghém với măng chua nhá. Là như này. À. Đây, đây là cái này. À. Một cái quá thôi là một gọn một tí. Ai ăn khá nhiều nhiều. À. Không phải khá thôi. Ê. Đây đây. Anh em về đây. Anh cũng chấm dưới. Anh em sáu hổ quá không no cơm đâu. Đấy, rau cỏ, rau rừng. Không. Ăn với măng chua nó quá hợp. Ừ. Được đúng không? Có được, hành. Giá mà có ớt tươi thì đây. Ừ, đúng rồi nha, có quả ớt thì ngon. Ừ. Ai tiền mà mang vào. Ngon. Chưa rồi, ngon chưa. Cảm ơn anh Gấp nhé. Dùng nhanh Hà nhé. Rồi, cho người dùng đi. Đây là sâu chít à? Sâu chít đây này. Anh Hà đi anh. Lên. Chủ nhà dạy. Cho anh con à. Dạy nha. Chủ nhà dạy anh em ăn đi. Nhìn nó thèm rồi mọi người ạ, bởi vì là Hà thì rất là thích con sâu chít này. Thứ nhất là ôi. Bỏ kén cho. Ăn đi ạ. Con này hơi bé anh ạ. Rồi. Em ăn trước đi. Em ăn trước đi. Thôi, mời nhá. Con nó hơi bé thì chẳng cái này. Con đấy là một chén rượu đấy. Con đấy là một chén rượu đấy. Đây, của anh Hà đây. Anh xin nữa rồi. Con này con này có phải trưởng bản không? Có phải trưởng bản không? Trưởng bản là không phải trưởng bản, chắc nó phải tầm cỡ bí thư đây nhỉ. Bí thư. Mọi người nhá, tự tin nhá. Nó tự quả hơn. Ngậy nhỉ? Rồi, Lê Hoa Diệm anh em ạ. Nhìn là mình có thể biết là nó nằm ở đâu rồi này, đen xì trên này này. Rồi. Em thử nào. Ngon nhỉ, cái con này ăn càng nhiều càng ít thì sao ấy. Chuẩn luôn là nó nằm ở trên này nè. Nước canh của nó ấy, nước canh của nó ấy, cái thằng là canh đi. Canh măng này ngon. Có, canh măng chua rồi mà. Canh này, nước này con này cũng là ngang tầm đến phó bản đấy anh ạ. Con này. Thôi mời nhanh nhá. Rượu lên đi. Chưa có rượu. Chúng ta có rượu đi. Ủa trời ơi. Gà hơi già nhỉ. Dài gà. Đấy, anh em nhìn nó như con chim câu thôi mà nó căng thẳng vết đấy. Nhìn quả đậu của nó đen xì. Chắc là dính hàng già. Ui dồi ôi. Cắt đi con Vinh, kéo cắt đi. Cắt. Con này chắc cũng tuổi chú anh rồi. Ờ con này 85. 85 à. Con này là tuổi con trâu. Ờ tuổi trâu. Trâu nhưng mà trâu miền núi nó mới già thế này. Đúng không? Ê nhường cho chị em bên kia đi. Nhường chị em bên kia đi. Anh đi. Anh thích cái chân này đi. Anh em ăn đi, bây giờ thử đi. Bóc lên, cắt ra đi. Anh xé ra đi. Anh em chén đây. Chập cho đi. Gà này gọi là gà bóc anh em nhá. Không, thật sự nhá. Gà mà chặt thì anh ăn được mấy miếng luôn. Nhưng mà gà xé anh ăn được nửa con đấy. Đấy. Nó phải kiểu, đấy. Nó mới ngon. Kiểu nó còn giữ được cái độ ngọt của nước ấy mọi người ạ. Kiểu như thế, hoặc là nó cảm giác ngon miệng hơn thì không biết nữa. Tay cắt ra. Chú anh là nhộng tầm gắm xôi à? Xôi, bảo ác. Tay luôn. Dài, xuống. Chú ra nhờ. Đấy. Chú ra là nói gì? Cảm giác chết chết lúc rồi sao? Không, tay luôn nữa. Đi có việc. À nhờ, ngồi theo. À, tí còn đi phụ rể. Đi phụ rể. Chỉ ăn gà mọi người nhá. Cá này cũng ngon này.
cá này mình cảm nhận được luôn, quá ngon, tuyệt vời luôn. Giờ thức nó phát là thức than. Em là anh em là thì đen em thì không có gì. Anh chơi quả đùi to đấy đi. Thôi anh xin cái đùi. Không quả này còn. Anh xin nhé. Quả đấy đi. Em chớm cho anh này. Dụng chớm cho anh này. Rồi. Đây mọi người nhá, đây là anh em ưu ái mình không ăn không được đấy. Anh em ạ. Không ăn không được đấy. Anh ơi. Đây đi. Quá ngợi đúng không? Anh em mình ăn chung cái đùi đi. Được anh ơi, chú Vinh lên đi. Nhưng mà qua mặt cho anh, quá cho anh lên trước đi. Đúng rồi. Lật rồi. Ôi, bỏ cái xương xuống đã. Mời tất cả anh em nhá. Đây, em Thông. Đây, chấm ngập nặng. Ôi, ôi chú quen ăn xương rồi. Ôi, được rồi. Mời tất cả anh em nhá. Vâng. Đấy. Cái gì dài thế? Dài à? 85 rồi. Dài. Bắn sang cả mình. Rồi. Rồi. Bắn á? Bắn. Rồi. Chắc chắn đấy. Rồi. Đấy, mọi người thấy anh em mình ăn chung như thế này ngon. Cảm thấy là nó sẽ hơi phản cảm tí nhưng mà anh em mình quen ăn chung rồi. Chung đùi đồ ăn nhưng mà chung cái đùi kia không được đấy. Thôi mày nghe nhá. Con người nó ủng nổ ấy. Con này già. Già. Mày nghe đi. Già nó mới có trứng chứ. Mày nghe nhá. Anh em mình dính hàng già. Dính hàng già. Căn bản là anh em mình cũng thích hàng già nữa. Ê, ra nào đây. Ê, chưa. Lên. Lên. Lên nào. Lên. Rồi nhé nhá. Ê, chứ bác cả mà. Ôi dồi ôi. Dài đúng không? Không, không ông lên trước đi. Con lên rồi. Lên rồi. Lên rồi. Rồi. Đợt mất hết đi. Nào. Ui dồi ôi. Về sau còn nhiều thế nhở. Anh em ăn thêm tốn quá. Xin mời cả nhà cái đùi gà đem nhá anh em nhá. Cảm ơn chú Dũng nhá. Hôm nay có đùi gà đen tặng anh em, chiên em nó. Rồi. Ừ, dài nhỉ. 85, con này phải 85 đấy nhỉ. Dài, phải làm tuyên đỏ nữa. Hơi tham mỏi. Nhìn chiên được quay rồi. Khải. Con này dài rồi đấy. Dài. Dài. Ôi, dài. Cái đùi này mình tặng chị em phụ nữ. Ờ đúng rồi, tặng chị em phụ nữ đi. Cặn đùi tí. Cặn đùi tí. Xem chị em phụ nữ cảm giác là gắp đùi là như thế nào. Tắm đi. Ôi tắm tơ. Tắm tơ. Tơ tắm. Tơ tắm. Mời tất cả anh em lên tơ tắm. Cái này bao nhiêu nó cũng không đủ với nào nhỉ? Đâu bây giờ bọn mình bỏ ra đi. Không, cái thơm của cái vị gừng mọi người ạ. Về hàng coi. Đá chanh. Đá chanh. Thế lúc này em cũng cho thêm một ít ớt chú anh ạ. Nó có cái độ tê tê một tí. Đồ hăng của nó đúng không? Ừ. Nhưng mà nó cái lá gừng xả thơm. Ngon mà. Công nhận cái con rồi, này ngon. Rồi em lên đi. Chú anh đỏ bé thế. Sao nó ngập? Ngập mà. Rồi mấy anh em nhá. Thưởng thức món em tằm. Tơ tằm. Tơ tằm. Ngon đúng không? Rất được nhờ. Thôi con nhà bà tằm. Thôi mời tất cả anh em nhá. Lên là với mình nhưng mà mình thì kể cả đi đâu hay là ở nhà thì cũng phải lò to. Ừ. Còn hai ba con như chú anh sợ nó không đủ với chú anh. Ừ. Không đủ nhá. Đồ gà lên cái bỏ ra trước đi. Mùi lắm. Mùi à. Ngon mà. Nói đi, có khả năng là mình nói phét nhưng mà mình phải ăn thì mới biết được. Anh em mà chưa được trước thì nó. Con này nó mùi mà. Con này đấy, anh em ăn gấp liên tục mà. Con này ngon mà, Hà Còi cũng ăn ngon mà. Nhiều anh em ăn là hay dị ứng. Nhưng mà ba bình tôm này là ăn sao không à? Anh em mình không được ăn mấy dị ứng ấy. Đúng rồi. Cái này. Em thơm. Đấy, cá nướng bình tôm. Mọi người rất chẳng bao giờ nhìn thấy hình con cá đâu nhưng mà đấy. Ba bình tôm là như thế. Đấy. Lõi trong của nó là gia vị là bao gồm là em giới thiệu sơ qua là có hành này, rau thơm các loại này, xong là có lá tỏi, lá gừng, xong là một ít hạt mắc khén, ớt, xong là một cái lá mắm muối bị xí. Cái lá đặc biệt nhất là cái lá gì nhỉ? Cái rau thì là thia là thì là thia là rau thia là
nó làm thêm phần gia vị của nó, nó ngấm vào cái thịt cá, nó rất là ngon anh ạ. Như thế đâu, trên bọn em là hay ăn như thế này, cá bình tộp ấy, bọn em là ăn nước sôi đấy, bán như thế này đấy, bắt bánh chết luôn đấy. Anh em như này. Một ít thịt cá rồi đấy, mình sẽ làm nó nhuyễn ra. Anh ạ, như thế này đấy. Đấy, xong là gấp em nó vào, xem là cho lên mỏ, cho mỏ rộng vào đúng không? Được không? Không sớm rồi, mấy anh ạ. Ừ. Ngoài nó là cho anh lên tam thì không biết tay chén kìa. Cho anh nửa còn lại đi. Mời anh em lên thăm có gà lên cho anh em ăn. Tết là Tết đây nhá. Rồi ok. Nói chưa được thì vừa. Nhưng mà cứ ai ăn đâu. Ngon. Tuyệt vời. Quá ngon rồi. Quá rồi luôn.